tới đây để tránh những nhầm lẫn có thể phát sinh từ nội dung trình bày ở trên có lẽ chúng ta nên tạm rời luận điểm chính một chút việc chúng ta nhấn mạnh rằng bản thân các dữ liệu hay dữ kiện trong nhóm các ngành khoa học xã hội cũng là các ý tưởng hoặc các khái niệm dĩ nhiên không nên bị hiểu thành toàn bộ các khái niệm chúng ta phải xử lý trong nhóm các ngành khoa học xã hội đều mang đặc tính này nếu mà sự thể diễn ra như thế thì chẳng còn có chỗ cho bất kỳ một công trình khoa học nào và nhóm các ngành khoa học xã hội cũng giống như nhóm các ngành khoa học tự nhiên có mục đích là hiệu chỉnh lại các khái niệm dân giả do con người tạo thành liên quan đến các đối tượng nghiên cứu của các ngành đó và thay thế các khái niệm dân giả này bằng những khái niệm chính xác hơn những khó khăn đáng kể của nhóm các ngành khoa học xã hội và rất hay có sự nhầm lẫn về đặc điểm của chúng xuất phát chính xác từ thực tế là trong các ngành khoa học xã hội các ý tưởng vốn dĩ xuất hiện dưới hai hình thức như là một bộ phận của đối tượng nghiên cứu và như là các ý tưởng về đối tượng nghiên cứu đó trong khi trong nhóm các ngành khoa học tự nhiên sự tương phản giữa đối tượng nghiên cứu và cách lý giải đối tượng được quy về sự phân biệt giữa các dữ kiện khách quan và các ý tưởng thì với nhóm các ngành khoa học xã hội chúng ta nhất thiết phải phân biệt giữa những loại ý tưởng cấu thành các hiện tượng mà chúng ta muốn lý giải và các ý tưởng hay nhận định mà hoặc bản thân chúng ta hoặc chính những người trong cuộc tức những người có những hành động mà chúng ta muốn giải thích đưa ra về các hiện tượng đó những ý tưởng thuộc loại thứ hai này không phải là nguyên nhân hình thành mà là các lý giải về các cấu trúc xã hội khó khăn đặc thù của nhóm các ngành khoa học xã hội không đơn thuần xuất phát từ việc chúng ta phải phân biệt giữa các quan điểm của những người trong cuộc vốn đóng vai trò như là đối tượng nghiên cứu của chúng ta và các quan điểm của chúng ta về các quan điểm đó mà còn từ thực tế là những người trong cuộc vốn cũng là đối tượng nghiên cứu của chúng ta không chỉ hình thành các động cơ từ những ý tưởng mà còn hình thành các ý tưởng về những kết quả không được dự định từ trước phát sinh từ các hành động của họ những lý giải đại chúng về các cấu trúc hay các hệ thống tổ chức xã hội mà chúng ta cũng mang trong mình như họ và là thứ mà chúng ta tìm cách hiệu chỉnh và cải tiến qua công việc nghiên cứu của chúng ta việc thay thế các dữ kiện bằng các khái niệm hay các lý giải là mối nguy khó có thể tự biến mất trong nhóm các ngành khoa học xã hội và sự thất bại trong việc loại bỏ mối nguy này gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho nhóm ngành này không kém gì đối với nhóm các ngành khoa học tự nhiên không những thế mối nguy lại xuất hiện dưới một hình thức khác hẳn dưới dạng đối sánh cực kỳ hời hợt giữa các ý tưởng và các dữ kiện sự đối sánh đúng đắn phải là giữa một bên là các ý tưởng có ở những người trong cuộc vốn đóng vai trò như là các nguyên nhân hình thành một hiện tượng xã hội và bên kia là các ý tưởng mà thiên hạ nhìn nhận về hiện tượng đó sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại ý tưởng này mặc dù trong các ngữ cảnh khác nhau sự phân biệt có lẽ phải tiến hành theo những cách khác nhau có thể dễ dàng nhận thấy các thay đổi quan niệm của mọi người về một hàng hóa cụ thể mà chúng ta cho là nguyên nhân dẫn đến một sự thay đổi mức giá của mặt hàng đó rõ ràng thuộc về một phạm trù khác hẳn so với các ý tưởng cũng của chính những người đó về các nguyên nhân của sự thay đổi giá cả hay về bản chất của giá trị, nói chung. Tương tự, các niềm tin và các ý tưởng khiến cho một số người thường xuyên lặp lại những hành động nhất định, ví dụ để sản xuất bán hay mua những lượng nhất định các mặt hàng hoàn toàn khác so với các ý tưởng mà họ nhận định về tổng thể xã hội hay hệ thống kinh tế vốn là cái mà họ góp mặt như là thành viên và là cái được cấu thành từ sự phối hợp của toàn bộ các hành động của họ loại ý kiến và niềm tin thứ nhất là một điều kiện về sự tồn tại của các tổng thể những cái sẽ không thể tồn tại nếu không có chúng như chúng ta đã nói chúng cấu thành và không thể thiếu đối với sự tồn tại của cái hiện tượng mà những người trong cuộc xem là xã hội hay hệ thống kinh tế nhưng cái hiện tượng đó sẽ tồn tại bất kể những người trong cuộc có ý tưởng hay khái niệm gì về những tổng thể đó điều tối quan trọng là chúng ta phải phân biệt cẩn thận giữa một bên là những ý kiến thúc đẩy hay cấu thành lên các tổng thể và bên kia là những quan điểm tư biện hay lý giải mà thiên hạ đưa ra về các tổng thể sự nhầm lẫn giữa hai loại này là một trong những ngọn nguồn gây ra những tai họa giai dẳng phải chăng đó là thủ phạm hình thành các khái niệm có tính đại chúng về những hiện tượng tập thể như xã hội hay hệ thống kinh tế chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa đế quốc và các thực thể tập thể tương tự như thế những khái niệm mà nhà khoa học xã hội cần phải nhìn nhận chỉ như là các lý thuyết tạm thời những sự trừu tượng hóa có tính đại chúng và là những cái mà nhà nghiên cứu không được phép nhầm lẫn thành các thực tế nếu khoa học xã hội nhất quán từ bỏ việc coi những giả thể đó là các thực tế và nếu anh ta khởi đầu công việc nghiên cứu của mình một cách có hệ thống từ các quan niệm chi phối hành vi của các cá nhân chứ không phải từ các kết quả do các cá nhân đó nhìn nhận về hành động của họ thì nhà khoa học đó đang tuân theo đặc điểm tiêu biểu của cá thể luận về phương pháp nghiên cứu vốn có quan hệ mật thiết với chủ quan luận của nhóm các ngành khoa học xã hội ngược lại rồi chúng ta sẽ dần thấy cách tiếp cận duy khoa học do nó sợ hãi khởi đầu bằng thực tế rằng các khái niệm chủ quan quyết định hành động của cá nhân thường xuyên dẫn đến loại sai lầm nghiêm trọng mà nó cố gắng muốn tránh đó là việc coi những hiện tượng tập thể vốn thực ra chỉ là những khái quát hóa mang tính đại chúng là các thực tế việc tránh né sử dụng các quan niệm chủ quan của các cá nhân như là những dữ liệu khi chúng có thể được phân biệt được trình bày cũng như được mô tả một cách rõ ràng và tường tận đúng như chúng hiện hữu chính là nguyên nhân khiến cho thiên hạ liên tục vướng vào chủ nghĩa duy khoa học và chấp nhận một cách ngây thơ các khái niệm tư biện có tính đại chúng như là các thực tế xác định thuộc về chủng loại mà họ quen thuộc chúng ta sẽ bàn đến bản chất của định kiến mang màu sắc của tập thể luận trong cách tiếp cận duy khoa học một cách chi tiết hơn ở chương sau có một vài điểm chúng ta cần phải lưu ý thêm liên quan đến phương pháp nghiên cứu lý thuyết đặc thù của nhóm các ngành khoa học xã hội chủ quan luận và cá thể luận về phương pháp nghiên cứu xuất phát từ thực tế rằng các khái niệm và quan điểm của các cá nhân chính là cái mà chúng ta trực tiếp biết được và là cái hình thành nên các phần tử giúp chúng ta hình dung được và quả thực như vậy các hiện tượng phức tạp hơn chúng ta lại rút ra được một sự khác biệt quan trọng nữa giữa phương pháp luận của nhóm các ngành khoa học xã hội với nhóm các ngành khoa học tự nhiên đó là đối với nhóm các ngành đầu các thái độ của các cá nhân là những phần tử quen thuộc và thông qua việc tổng hợp các phần tử này chúng ta cố gắng tái dựng các hiện tượng phức vốn là những kết quả do các hành động cá nhân mang lại những hiện tượng mà chúng ta thường rất ít biết về chúng quá trình tái dựng lại những hiện tượng phức đó thường dẫn tới việc khám phá ra các nguyên lý về sự cố kết mang tính cấu trúc của các hiện tượng phức đó điều mà chúng ta không biết được và có lẽ không thể biết được từ quá trình quan sát trực tiếp còn đối với các nhóm ngành khoa học vật lý chúng ta nhất thiết phải bắt đầu từ các hiện tượng phức của thiên nhiên và tiến hành theo cách ngược lại để suy luận ra các phần tử cấu thành các hiện tượng đó cái vị thế mà từng con người có được trong trật tự của muôn vật dẫn đến một tình huống một mặt, những cái mà anh ta nhận biết được là các hiện tượng tương đối phức tạp, đòi hỏi anh ta phải phân tích mổ sẽ thành các chi tiết, thì mặt khác, những cái mà anh ta có sẵn lại là các phần tử dùng để để hình dung các hiện tượng phức tạp hơn những hiện tượng mà anh ta không thể quan sát chúng dưới dạng các tổng thể được. Theo ý này, trong khi phương pháp mà nhóm các ngành khoa học tự nhiên áp dụng là phương pháp phân tích, thì phương pháp mà nhóm các ngành khoa học xã hội sử dụng lại là phương pháp tổng hợp hay công thô cái mà chúng ta thường gọi là các tổng thể, các nhóm các phần tử được nối kết với nhau theo một cấu trúc nào đó chính là những thứ mà chúng ta dần học được cách phân tách khỏi toàn thể các hiện tượng quan sát được thông qua không gì khác hơn ngoài quá trình chấp nối một cách có hệ thống các phần tử có các thuộc tính quen thuộc lại với nhau và chúng cũng chính là những thứ mà chúng ta tạo dựng hoặc tái dựng lại từ các thuộc tính đã biết của các phần tử đó một điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là nói chung bản thân các loại niềm tin hoặc thái độ khác nhau của cá nhân không phải là đối tượng phân tích của chúng ta chúng đơn thuần chỉ là các phần tử để từ đó chúng ta tạo dựng nên cấu trúc về các mối quan hệ khả thể giữa các cá nhân khi chúng ta tiến hành phân tích nhận thức của cá nhân trong nhóm các ngành khoa học xã hội thì mục đích của chúng ta không phải là giải thích nhận thức đó mà đơn thuần chỉ là việc phân biệt những nhóm khả thể các phần tử mà chúng ta sẽ phải cân nhắc sử dụng trong việc xây dựng các mô thức khác nhau của các mối quan hệ xã hội sẽ thật sai lầm một phần gây ra bởi một số các phát biểu thiếu cẩn trọng của các nhà khoa học xã hội khi mọi người tin rằng mục đích của các nhà khoa học xã hội là nhằm giải thích hành động có ý thức nếu muốn giải quyết ổn thỏa việc này thì đó thuộc về một lĩnh vực khác lĩnh vực của tâm lý học các dạng hành động có ý thức là các dữ liệu và tất cả các công việc các nhà nghiên cứu xã hội phải làm liên quan tới các dữ liệu là sắp xếp chúng lại theo một trình tự nhất định sao cho chúng có thể giải quyết nhiệm vụ của họ một cách có hiệu quả các vấn đề mà chúng ta phải giải đáp nảy sinh chỉ trong trường hợp các hành động có ý thức của nhiều người dẫn đến các kết quả không được thiết kế một cách có chủ đích từ trước khi những hiện tượng xuất hiện thường xuyên quan sát được không phải là kết quả của sự thiết kế của bất kỳ ai giả dụ các hiện tượng xã hội không có trật tự gì cả trừ phi chúng được thiết kế có chủ ý thì thực sự sẽ không có chỗ cho các ngành khoa học lý thuyết về xã hội và như mọi người thường tán đồng sẽ chỉ còn các vấn đề tâm lý chỉ khi có một loại trật tự nào đó xuất hiện như là kết quả của hành động cá nhân nhưng lại không được thiết kế bởi bất kỳ cá nhân nào thì đó mới là vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải thích bằng lý thuyết của khoa học xã hội. Dù cho những người mang định kiến duy khoa học vẫn thường hay khước từ sự tồn tại của bất kỳ loại trật tự nào như thế và gián tiếp khước từ sự tồn tại của đối tượng nghiên cứu của các ngành khoa học lý thuyết về xã hội thì vẫn còn một vài người, nếu có thể nói vậy, sẵn sàng tiến hành công việc đó một cách nhất quán với sự động viên từ một thực tế mà hầu như không ai có thể nghi ngờ ít nhất hệ thống ngôn ngữ bộc lộ một trật tự rõ ràng và nó không phải là kết quả của bất kỳ một sự thiết kế có chủ đích nào việc đòi hỏi nhà khoa học tự nhiên thừa nhận sự tồn tại một trật tự bên trong các hiện tượng xã hội tương tự như hệ thống ngôn ngữ là một công việc khó khăn vì những trật tự này không thể diễn tả được dưới góc độ vật lý vì nếu chúng ta định nghĩa các phần tử dưới góc độ vật lý thì không thể có một trật tự như thế hiện hữu và vì các đơn vị phân tích tham gia vào việc hình thành một sắp đặt có trật tự không hay ít nhất là không cần thiết mang bất kỳ thuộc tính vật lý nào chung trừ phi mọi người nhìn nhận các phần tử đó theo một cách thức như nhau nhưng một lần nữa mức độ như nhau trong sự nhìn nhận của những người khác nhau trên nguyên tắc lại không thể xác định được dưới góc độ thuần túy vật lý đấy chính là một trật tự mà tại đó các sự vật thể hiện hành vi theo cùng một cách thức bởi chúng hàm ý tới cùng một sự vật đối với con người nếu như thay vì xem xét những thứ xuất hiện thế này thế kia trước người đang hành động là giống nhau hay khác nhau chúng ta lại bắt buộc phải sử dụng chỉ những thứ mà khoa học chỉ ra là giống nhau hay khác nhau làm các đơn vị phân tích của chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm ra được một trật tự có thể nhận biết được trong bất kỳ hiện tượng xã hội nào ít nhất là không phải tới chừng nào mà nhóm các ngành khoa học tự nhiên hoàn tất nhiệm vụ phân tích tất cả các hiện tượng tự. nhiên thành các cấu tử nhỏ nhất và tâm lý học cũng hoàn tất nhiệm vụ đảo ngược là giải thích một cách chi tiết nhất vì sao tất cả các đơn vị nhỏ nhất của khoa học vật lý lại xuất hiện đối với con người như chúng vốn vậy, nghĩa là biết được bộ máy phân loại do các giác quan của chúng ta tạo nên hoạt động như thế nào có lẽ chỉ thông qua những ví dụ minh họa đơn giản nhất chúng ta mới có thể trình bày ngắn gọn hiện tượng vì sao các hành động độc lập của các cá nhân lại tạo ra được một trật tự không đòi hỏi chủ ý của họ mà không cần thiết phải vận dụng đến bất cứ hệ thống lý luận chuyên sâu nào và trong các ví dụ đó cách thức giải thích thường hiển nhiên đến nỗi chúng ta chẳng bao giờ cần phải dừng lại để xem xét loại lý lẽ phía sau những lời giải thích cách thức mà các con đường mòn được hình thành ở vùng thôn quê hoang sơ là một ví dụ Đầu tiên mọi người tự tìm kiếm cho mình lối đi tốt nhất theo chủ kiến riêng của mỗi người. Nhưng hiển nhiên là một lối đi như vậy một khi đã được tạo lập thì khả năng được ai đó tìm thấy sẽ dễ dàng hơn và do đó có khả năng được sử dụng lại nhiều hơn, và do vậy xuất hiện những lối đi ngày một rõ ràng và chúng có xu hướng tiếp tục được sử dụng thay vì phải tìm kiếm các con đường khác. Sự di chuyển của con người qua một vùng nào đó thường có xu hướng bám theo một khung hình nhất định cái khuôn hình không phải là do một ai đó thiết kế một cách có chủ ý dù cho đó là kết quả của những quyết định có chủ ý của nhiều người cách lý giải này về hiện tượng vừa mô tả là một lý thuyết sơ đẳng có khả năng áp dụng cho hàng trăm ví dụ cụ thể khác trong lịch sử và chẳng phải là từ sự quan sát về quá trình phát triển trong thực tế của một con đường cụ thể nào khiến cho cách giải thích này trở nên thuyết phục mà là từ hiểu biết chung của mỗi chúng ta về việc chúng ta và những người khác có hành vi như thế nào khi gặp phải loại tình huống theo đó dòng người kế tiếp nhau tự thấy rằng chính họ là người phải tìm kiếm một con đường cho họ và cũng chính họ là người góp phần tạo ra con đường mòn nhờ ảnh hưởng tích lũy từ hành động riêng rẽ của họ. Đó chính là các phần tử của một tổ hợp các sự kiện quen thuộc với chúng ta từ kinh nghiệm hàng ngày nhưng chỉ nhờ nỗ lực tư duy nghiêm túc chúng ta mới thấy được những ảnh hưởng tất yếu của tổ hợp các hành động của nhiều người chúng ta hiểu được cách thức tạo ra hiện tượng mà chúng ta quan sát diễn ra như thế nào dù chúng ta có lẽ chưa bao giờ quan sát được toàn bộ quá trình hay phán đoán được chính xác sự tiến triển và kết quả của quá trình với mục đích phân tích hiện tại của chúng ta thì không có sự khác biệt giữa một quá trình diễn ra trong một thời gian dài chẳng hạn các trường hợp về sự phát triển của tiền tệ hay sự hình thành ngôn ngữ với một quá trình lặp lại liên tục bằng một hình ảnh mới chẳng hạn sự hình thành các loại giá cả hay khuynh hướng sản xuất do sức ép của cạnh tranh các hiện tượng về quá trình diễn ra trong dài hạn làm nảy sinh các vấn đề lý thuyết nghĩa là có tính phổ quát để phân biệt với các vấn đề hoàn toàn mang tính lịch sử thuần túy theo nghĩa mà chúng ta sẽ làm sáng tỏ trong phần sau về cơ bản tương tự các vấn đề nảy sinh từ các hiện tượng định kỳ như sự xác lập các mức giá dù là trong công việc nghiên cứu một trường hợp cụ thể nào đó về quá trình tiến triển của một thể chế như tiền tệ hay ngôn ngữ thường xảy ra việc vấn đề lý thuyết bị các hoàn cảnh cụ thể có liên quan công việc thuần túy mang tính lịch sử xen vào che lấp mất thì điều này không làm thay đổi một thực tế là bất kỳ một sự giải thích nào về một quá trình lịch sử đều liên quan đến các giả thiết về loại hoàn cảnh mà có thể gây ra các loại kết quả nhất định, tức các giả thiết trong trường hợp chúng ta phải xử lý các hiện tượng hình thành không phải trực tiếp từ ý chí của một cá nhân nào đó mà chỉ có thể trình bày dưới dạng một giảng đồ phổ quát, hay nói một cách khác, dưới dạng giảng đồ của một lý thuyết nhà vật lý muốn hiểu các vấn đề thuộc nhóm các ngành khoa học xã hội bằng phương pháp tương tự trong chuyên ngành của mình sẽ phải tưởng tượng ra một thế giới mà tại đó anh ta đã biết được cấu tạo bên trong của các nguyên tử qua quan sát trực tiếp nhưng lại chẳng có điều kiện tiến hành các thí nghiệm sử dụng hàng tá vật liệu cũng như chỉ có cơ hội quan sát một vài tương tác giữa một số ít các nguyên tử trong một khoảng thời gian xác định từ hiểu biết của mình về các chủng loại nguyên tử khác nhau anh ta có thể xây dựng các mô hình về tất cả các trường hợp khả thể về khả năng kết hợp giữa chúng thành các đơn vị lớn hơn và bắt các mô hình này ngày càng phải tái tạo lại chính xác hơn tất cả các khía cạnh của một vài trường hợp để từ đó anh ta có thể quan sát được nhiều hiện tượng phức tạp hơn nhưng các quy luật của thế giới vĩ mô mà anh ta có thể rút ra được từ hiểu biết của mình về thế giới vi mô luôn mang tính diễn dịch bởi hiểu biết của anh ta về dữ liệu liên quan đến hiện tượng phức là giới hạn nên các quy luật đó rất hiếm khi cho phép anh ta dự đoán chính xác kết cục của một tình huống cụ thể và anh ta chẳng thể bao giờ chứng thực được chúng qua quá trình thí nghiệm mà anh ta có thể kiểm soát được mặc dù chúng có thể bị phản chứng khi việc quan sát các sự kiện mà đáng lý ra theo lý thuyết của anh ta là không thể xảy ra trong một chừng mực nhất định thì một số vấn đề của thiên văn học lý thuyết có nhiều điểm tương đồng với các vấn đề của nhóm các ngành khoa học xã hội hơn bất kỳ nhóm ngành khoa học thực nghiệm nào dù thế thì vẫn có một số điểm khác biệt quan trọng trong khi nhà nghiên cứu vũ trụ có mục đích tìm hiểu tất cả các phần tử hợp thành vũ trụ của anh ta thì nhà nghiên cứu các hiện tượng xã hội không thể hy vọng biết gì nhiều hơn các chủng loại phần tử từ đó vũ trụ của anh ta được dựng nên anh ta hầu như không bao giờ biết được tất cả các phần tử trong vũ trụ của mình và tất nhiên anh ta sẽ không bao giờ biết tất cả các đặc tính liên quan của mỗi phần tử khiếm khuyết không thể nào tránh được của trí tuệ con người ở đây đóng vai trò không chỉ là các dữ liệu cơ bản về đối tượng mà người nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu mà vì khiếm khuyết này cũng đúng luôn với cả người nghiên cứu nên nó còn là một giới hạn về mức độ trọn vẹn mà anh ta có thể hy vọng giải thích về các thực tế quan sát được với bất kỳ hiện tượng xã hội nào số lượng các biến riêng rẽ mà quyết định kết quả phát sinh từ một thay đổi nhất định nào đó trên nguyên tắc sẽ là quá lớn đối với bất kỳ bộ óc nào để nắm bắt và điều khiển chúng một cách có hiệu quả hậu quả là kiến thức của chúng ta về nguyên lý chi phối các hiện tượng này sẽ hiếm khi nếu không muốn nói là chẳng bao giờ cho phép chúng ta phán đoán được kết cục chính xác trong một tình huống cụ thể nào đó trong khi chúng ta có thể giải thích được cái nguyên lý chi phối các hiện tượng nhất định và có thể từ kiến thức đó loại trừ khả năng dẫn đến những kết cục nhất định chẳng hạn các sự kiện xảy ra đồng thời nhất định thì kiến thức của chúng ta sẽ vẫn chỉ có tính loại trừ nghĩa là nó sẽ chỉ đơn thuần cho phép chúng ta loại trừ được trước một số kết cục nào đó nhưng không cho phép chúng ta thu hẹp được vùng khả năng xảy ra các kết cục ở mức độ đủ lớn sao cho chỉ còn lại duy nhất một trường hợp việc phân biệt giữa một bên là cách lý giải đơn thuần về nguyên lý chi phối một hiện tượng và một bên là cách lý giải cho phép chúng ta dự đoán một kết cục chính xác nhất định nào đó có một ý nghĩa rất đáng kể để hiểu được các phương pháp nghiên cứu lý thuyết của nhóm các ngành khoa học xã hội tôi tin là nó cũng có ý nghĩa quan trọng như thế ở các lĩnh vực khác chẳng hạn trong sinh học và tất nhiên trong tâm lý học Tuy vậy nó vẫn còn có đôi chút xa lạ và tôi biết là không đâu giúp chúng ta tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Ví dụ minh họa tốt nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của nhóm các ngành khoa học xã hội có lẽ là lý thuyết tổng quát về giá cả, chẳng hạn được trình bày dưới dạng các hệ thống các phương trình Wallach hay Pareto. Các hệ thống này chỉ đơn thuần chỉ ra nguyên lý về mối quan hệ cố kết giữa các mức giá cả của các loại hàng hóa có trong các hệ thống các phương trình nhưng nếu không có thêm thông tin về các giá trị của tất cả các hằng số trong các hệ thống điều mà có lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết được thì nguyên lý này sẽ không cho phép chúng ta phán đoán được các kết cục chính xác phát sinh từ bất kỳ một thay đổi cụ thể nào ngoài cái ý nghĩa cụ thể này một hệ thống các phương trình mà thuần túy chỉ cho biết hình dạng của một hệ thống các mối quan hệ nhưng không cung cấp giá trị của các hàng số của các phương trình đó có lẽ là một minh họa tổng quát nhất về một cách lý giải đơn thuần chỉ về cái nguyên lý chi phối một hiện tượng nào đó tới đây phần mô tả cách nhìn đúng đắn về các vấn đề đặc trưng của nhóm các ngành khoa học xã hội đã đầy đủ trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ đối sánh quy trình đặc thù này của nhóm các ngành khoa học xã hội với các nét đặc trưng nhất của các khuynh hướng mà xem xét đối tượng nghiên cứu của nhóm ngành này dập theo khuôn mẫu của nhóm các ngành khoa học tự nhiên